Mới đây tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Đại sứ quán Oman tại Việt Nam tổ chức buổi kết nối doanh nghiệp Việt Nam Oman. Phát biểu tại buổi gặp gỡ kết nối, Phó Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương cho rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế thương mại hai nước luôn được cải thiện. Với dân số gần 100 triệu dân, nằm ở vị trí chiến lược của Đông Nam Á, Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng như dệt may, giày dép, điện thoại di động, sắt thép, gỗ, nông sản. Trong khi đó là một quốc gia nằm ở khu vực Trung Đông với nguồn thu chính là từ dầu mỏ. Oman nhập khẩu 60% nhu cầu thực phẩm trong nước và con số này tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Đây là thị trường tiềm năng để các mặt hàng chủ đạo của Việt Nam, đặc biệt là nông sản xuất khẩu vào Oman cũng như vào thị trường Trung Đông và ngược lại. Tại buổi gặp gỡ, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi, tìm kiếm, giới thiệu các mặt hàng phù hợp nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác giao thương trong thời gian tới.